hướng dẫn cái môn bóng chuyền thì bóng cao tay tại chỗ ha. Thì trước tiên mình có hành tay, cái hành tay thì mình sẽ hai ngón tay song song như gì, thì khi đưa bóng vô ha, để hoàn thành bóng mình tính rút bóng thấy không, khi mà đưa lên thì khi mà chuyền bóng tại chỗ thì mình sẽ đứng như thế, hai chân phải ngang gọng bằng vai thì mình sẽ tìm cả chỗ ha. Đây. Đây. Khi mình tiếp xúc bóng nhớ hai cái tay mà mình đẩy ra, đó là mình chuyền bóng tay tại chỗ ha. Thì đây mình sẽ hướng dẫn kỹ cho các bạn, trước khi mà chuyền bóng tay thì mình sẽ nhào bóng, bóng tại chỗ cho nó quen cái tay mình. Rồi sau đó mình sẽ tung bóng lên trên ha, bật lên bật các bạn. Rồi đó là cái món cao tay tại chỗ.